Chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin nguyên nhân nào dẫn đến việc ông Trọng cho giải tán đại hội rất sớm. Về danh nghĩa thì đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được 1.587 đại biểu tụ về bầu 200 ủy viên Trung ương. Sau đó 200 ủy viên Trung ương sẽ bỏ phiếu bầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương và cuối cùng là sửa đổi điều lệ đảng chẳng hạn. Theo lịch là các đại hội diễn ra trong 9 ngày và kết thúc vào ngày 2 tháng 2. Thế nhưng khi vừa bầu xong Bộ Chính trị và Ban Bí thư thì ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán sớm một ngày và bỏ qua chương trình sửa đổi điều lệ đảng. Thực ra đại hội 13 là bữa tiệc trao chức tước cho những thành viên mà đã được đảng tổ chức họp bàn từ hội nghị Trung ương thứ 8 khóa 12 diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm 2018 cho đến kết thúc hội nghị Trung ương 15 khóa 12 diễn ra vào ngày 17 tháng 1 vừa qua. Như vậy là lá phiếu của 1.587 đại biểu bầu 200 ủy viên Trung ương chỉ là hình thức và cả lá phiếu của 200 ủy viên Trung ương bầu Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng chỉ là hình thức. Dù biết là hình thức nhưng Đảng vẫn cho tổ chức rầm rộ vì nếu không có bầu cử là không có dân chủ. Đây là hình ảnh quang cảnh ngày bế mạc của đại hội. Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay nói về từ tập trung dân chủ. Làm người dân cứ tưởng rằng tập trung dân chủ là Đảng tập trung về thủ đô để bầu cử dân chủ, nhưng không phải vậy. Tất cả những tổ chức bầu bán trong đại hội không hề dân chủ. Vì kết quả bầu cử ấy nó không thể hiện tính chất kịch tính và bất ngờ như bầu cử ở Mỹ hay ở những nước dân chủ khác. Kết quả bầu cử cũng được quy hoạch sao cho đúng với danh sách ứng viên mà Đảng đã chỉ định từ những hội nghị trung ương khóa trước. Thực chất của việc tập trung dân chủ là hình thức mà bỏ phiếu làm sao kết quả phải đúng với chủ trương từ bên trên. Như vậy, tập trung dân chủ là thực hiện theo chỉ đạo từ cấp trên, dù đó là bầu cử hay thực hiện các nhiệm vụ khác trong Đảng thì vẫn theo nguyên tắc như vậy. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ mà Đảng Cộng sản Việt Nam thường dùng để kỷ luật về mặt Đảng đối với nhân viên hoặc Đảng nào hoặc đảng viên nào lãnh đạo, thực chất nó là hình thức làm sai chủ trương của Đảng. Nguyên nhân nào dẫn đến việc giải tán đại hội, câu hỏi cũng được đặt ra. Thủ đoạn chính trị là hình thức dùng nguyên nhân khác nhau để giải thích cho một phản ý sâu xa của lãnh đạo. Ông Nguyễn Phú Trọng đã lên đến đỉnh cao của quyền lực thì ông không thể không dùng thủ đoạn chính trị để thực hiện ý đồ đó của mình. Thực chất của việc ông Nguyễn Phú Trọng muốn kết thúc sớm đại hội là ông muốn loại bỏ công việc sửa đổi điều lệ đảng. Điều này đã được báo chí đăng tải và nguyên nhân của nó thì ít ai để ý. Được biết, điều lệ của Đảng hiện tại quy định những rào cản về tuổi tác, về sức khỏe, về giới hạn nhiệm kỳ của các ứng cử viên trung ương, ứng cử viên Bộ Chính trị và ứng viên cho 4 vị trí tứ trụ. Tất cả những giới hạn đó đã bị ông Nguyễn Phú Trọng vượt qua 2 lần bằng cái gọi là suất đặc biệt. Tuy nhiên, điều mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn những điều kiện mang tính xé rào đó thì chỉ có ông mình ông được hưởng thôi, không ai được hưởng cả. Và nếu được những quy định xé rào đó được đưa vào điều lệ đảng thì ông không còn đặc quyền nữa và sẽ có vô số những người già quá tuổi, kém sức khỏe hoặc quá nhiệm kỳ vẫn ngồi lại chiếc ghế quyền lực. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp báo sau phiên bế mạc. Theo báo chí của nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đại hội 13 của Đảng sẽ rút ngắn chương trình họp một ngày, bế mạc vào ngày 1 tháng 2 thay vì 2 tháng 2 như dự kiến. Điều đặc biệt là các tờ báo đưa tin này nhưng không cho biết lý do. Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam chịu áp lực chỉ trích của công luận về việc nhóm họp dài ngày trong lúc tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hết sức nguy cấp. Tính đến sáng ngày 30 tháng Giêng, Việt Nam đã ghi nhận thêm 34 ca COVID-19 lây trong cộng đồng. Và tại Sài Gòn đã có một ca được xác định liên quan đến bệnh nhân số 1612 ở tỉnh Hải Dương. Đáng lưu ý là trước khi báo nhà nước chính thức xác nhận đại hội 13 kết thúc sớm, ông Thủ tướng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và người phó là ông Vũ Đức Đam gây tranh cãi khi mạnh mẽ tuyên bố cho báo của Đảng rằng chúng tôi hứa là trong 10 ngày dập dịch, chiều ngày 29 tháng Giêng còn 8 ngày. Vẫn khẳng định như vậy. Báo chí của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn lời ông Vũ Đức Đam nói, làm sao đến ngày tiễn ông Công, ông Táo, tức ngày 23 tháng Chạp, thì việc cơ bản dập dịch gần ổn. Số ca bệnh có thể tăng thêm, nhưng Thủ tướng và người dân yên tâm là chúng ta đang kiểm soát tốt. Không biết lời trấn an này là thật hay chỉ là cách nói an tâm, nhưng theo các nhà phân tích đánh giá là dịch diễn biến phức tạp nên họ lý giải đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam phải giải tán vì COVID-19. Và điều nào trong điều lệ của Đảng mà ông Nguyễn Phú Trọng
không muốn sửa cũng là câu hỏi được dư luận quan tâm. Theo thông tin rộng rãi trên báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nghị quyết của đại hội được 100% các đại biểu tán thành tại phiên bế mạc, nêu không rõ sửa đổi bổ sung điều lệ đảng hiện hành, giao cho Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chỉ đạo, nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh thông qua các định hướng và hướng dẫn của Trung ương. Khoản 1 điều 17 trong điều lệ của Đảng hiện nay quy định rõ đồng chí Tổng Bí thư giữ chức Tổng Bí thư không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Thế nhưng tại đại hội lần thứ 13, ông Nguyễn Phú Trọng được giao là trường hợp đặc biệt và tiếp tục làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3. Một trường hợp đặc biệt khác là tại đại hội 13 là đương kim Thủ tướng ông Nguyễn Xuân Phúc, ông đã quá 65 tuổi để được tái cử vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy vậy, cả ông và Nguyễn Phú Trọng đều lọt vào danh sách 18 người thuộc Bộ Chính trị của khóa mới. Ông Nguyễn Phú Trọng vào trưa ngày 1 tháng 2 năm 2021 có cuộc họp báo sau đại hội Đảng lần thứ 13. Ông phát biểu tỏ vẻ miễn cưỡng khi được bầu giữ chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, tương tự phát biểu khi tái cử nhiệm kỳ thứ 2 trước đây. Ông nói, sức khỏe là yếu tố rất quan trọng để làm việc. Giờ tôi không được khỏe lắm, tuổi cũng cao, tôi cũng xin nghỉ rồi. Thế nhưng đại hội bầu thì vẫn phải làm. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không hề tuân thủ cuốn điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Đảng Cộng sản không tuyên bố lý do bế mạc sớm là họ đã để xã hội tự suy đoán. Và suy đoán càng nhiều lý do khác nhau thì cuối cùng chẳng ai có thể biết được ý định thật của Đảng là gì. Có lẽ là Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc sớm vì ông Nguyễn Phú Trọng không muốn sửa điều lệ Đảng để ưu ái cho bất kỳ ai, nhưng nó lại được che đậy dưới nguyên nhân là dịch COVID-19 tấn công. Ông Nguyễn Phú Trọng lại đóng kịch tiếp trước toàn dân. Để được ngồi lại nhiệm kỳ thứ 3 của tổ chức Tổng Bí thư thì ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị rất kỹ từ 5 năm trước để có thể được suất đặc biệt hôm nay. Nhưng khi phát biểu thì ông lại tỏ ra như cực chẳng đã nên ông mới ở lại nhiệm kỳ thứ 3 vậy. Đây là một thái độ giả dối trước toàn dân hết sức rõ ràng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem đó là bậc phụ mẫu thiên hạ, chứ không phải là người phục vụ cho nhân dân đất nước, nên họ không ngần ngại thể hiện cách xem thường dân trong những phát biểu như thế. Trong cuộc họp báo sau đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng vì nhiệm vụ đảng viên phải chấp hành nên tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng làm được hay không thì phải thống nhất, đoàn kết trên dưới một lòng. Một cá nhân có vai trò cũng quan trọng, nhưng cũng chỉ là một cá nhân. Ông Nguyễn Phú Trọng năm nay 77 tuổi, đã đổ bệnh sau chuyến thăm Kiên Giang vào hồi tháng 4 năm 2019. Lúc đó, ông đã bị đột quỵ lần thứ nhất. Những lần xuất hiện sau đó cho thấy ông đi lại hết sức khó khăn, run rẩy và phải có người dìu. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu say sưa trước báo giới như là đang diễn kịch lên sân khấu vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng quyết ở lại nhiệm kỳ 3 trong mắt người dân Việt Nam thì ông là người tham quyền cố vị, tạo ra tiền lệ xấu cho các đời lãnh đạo sau noi theo. Chính ông Trọng đã đạp lên bản điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì làm sao ông lãnh đạo được đất nước cho có kỷ cương cho được? Rất khó. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là một con người tham nhũng quyền lực đáng sợ nhất, chứ không phải là trong sạch gì cho cam. Thực chất đến nay vẫn chưa có bằng chứng tham nhũng tiền bạc hay tài sản nhà nước của ông Nguyễn Phú Trọng. Chính vì đặc điểm này, người ta coi ông Trọng được nhiều người cho là trong sạch. Tuy nhiên, nói ông Trọng không tham nhũng là không đúng. Tuy không có bằng chứng về tham nhũng tiền bạc, nhưng bằng chứng về tham nhũng quyền lực là rất nghiêm trọng. Ông đã giữ đến hai chiếc ghế quyền lực nhất cùng một lúc, đó là ghế Tổng Bí thư và ghế Chủ tịch nước. Và việc ông vi phạm điều lệ Đảng để ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ thứ 3 cũng là một bằng chứng nữa về tham nhũng quyền lực. Và tất yếu tham nhũng quyền lực sẽ dẫn đến việc ông lộng quyền. Ông Nguyễn Phú Trọng tham quyền cố vị, bám víu quyền lực là một khi bám víu vào quyền lực trái với luật, trái với điều lệ của Đảng thì tất nhiên ông cũng phải tiếp tục xé rào trong thời gian cầm quyền để dập tắt mọi thứ bất lợi đối với ông. Điều đó dẫn tới càng về sau, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ càng dùng nhiều hình thức đàn áp, bắt bớ hơn nữa. Đó là điều hết sức đáng ngại đối với 100 triệu người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, một kẻ tham nhũng quyền lực mạnh nhất hiện nay. Có thể nói, hành động tham nhũng quyền lực của ông cũng gây cho nhiều ủy viên trung ương tại đại hội rất bất bình. Tuy nhiên, vì quyền lực của ông Trọng quá lớn nên họ sợ ông. Và chiều ngược lại, ông Trọng cũng lo sợ sự chống đối này của cấp dưới, nên ông Trọng đã cho nhiều cán bộ vây cánh, nhất là trong Ban Tuyên giáo Trung ương, làm cò mời, kẻ tung, người hứng, ca tụng Nguyễn Phú Trọng không khác gì thánh sống,
và đồng thời tố nhiều đối thủ chính trị để bắt bỏ tù, dập tắt phản đối. Đó là viễn cảnh của Việt Nam trong những ngày sắp tới. Kẻ tham nhũng quyền lực còn đáng sợ hơn tham nhũng tiền bạc rất nhiều lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 1 năm 2021 với bản tin Nguyên nhân nào dẫn đến việc ông Nguyễn Phú Trọng cho giải tán đại hội sớm như vậy? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.